Con xin trân trọng kính mời gia đoàn hạ quý gia quý cộng đoàn an toàn. Xin vinh dự cho giáo sứ Triệu Thông chúng con được thay mặt giáo thần trời Chúa Giêsu thánh thể trong Chúa nhận thứ hai phục sinh lễ và lòng Chúa thương xót và được gia đoàn hạ quý gia thương đến giáo sứ chúng con về điều dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận ở miền Trung và cách riêng cầu nguyện cho giáo sứ chúng con. Giờ đây con xin trân trọng kính mời ông chủ giáo sứ để con lời cảm ơn quý gia quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, nguyện xin cho nước Chúa chỉ đến. Trọng kính quý cha và hạ, trọng kính quý cha bố, trọng kính cha sứ, cha cựu sứ, quý cha hồn lễ, kính thưa quý thầy, quý thể, kính thưa quý chức thân kiều, quý khách cùng toàn thể công toàn nhân dân. Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2019, Chúa nhật thứ hai phục sinh, Chúa nhật kính lòng hương xót Chúa, giáo sứ Triệu Thông chúng con hân hoan vui mừng được chầu Chúa Giêsu thánh thể thay mặt giáo phận. Đây là một dịp để toàn thể cộng đoàn chúng con có thêm thời gian suy niệm lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Niềm vui hân hoan của cộng đoàn giáo xứ chúng con hôm nay là được nhân lên qua sự hiện diện của quý cha quản hạ, quý cha đồng quế, cùng toàn thể quý khách gần xa. Vì tình thương mến, quý cha và toàn thể quý vị đã về hiệp tân thánh lễ chính tiệc chia sẻ lời Chúa, cầu nguyện cho giáo phận và cách riêng cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin tri ân cha quản hạ, cha giảng lễ, xin cảm ơn quý cha cố, quý cha. Nguyện xin Chúa Giêsu thánh thể tuôn đổ muôn ơn hồng phúc trên quý cha, và chúng con xin kính chúc quý cha dồi dào sức khỏe, luôn bình an và gặp trái được nhiều thành quả trong công việc mục vụ. Chúng con xin cảm ơn cha xứ với tấm lòng người cha, người mục vụ chân lành. Cha đã quan tâm lo lắng mọi công việc trong thời gian qua, đặc biệt hướng dẫn chúng con tổ chức trong dịp tuần chầu này. Xin Chúa ban cho cha tràn đầy ơn khôn ngoan và mạnh sức của Chúa Thánh Thần để cha dìu dắt cầu toàn giáo xứ chúng con mỗi ngày một thăng tiến, luôn là một cầu toàn đức tin, hiệp nghĩa, yêu thương và phục vụ. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý gì, cảm ơn quý cố, quý khách gần xa, quý hội kèm về thánh thư nghĩa, hội kèm chuẩn sứ lao động đã về hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, niềm vui và sự hăng hái nhiệt tình trên cánh đồng trường giáo. Xin cảm ơn quý chức dân kiều, quý ban hành giáo hai giáo họ và giáo khu cùng toàn thể ban ngành hội đoàn. Các nhà biệt, xin cảm ơn hội chống hiệp nhất, các đoàn hiệp nhất. Vì lòng mến Chúa, quý vị đã nhiệt thành
xin cảm ơn quý cô, quý ông bà và toàn thể quý cộng đoàn sự hiện diện của quý vị làm tăng thêm tình thân nghĩa gắn bó và thiết của con nay Chúa. Nguyện xin Chúa tình yêu chúc lành và trả công hồi hộ cho toàn thể quý vị. Giáo hạ đã về tham dự thánh lễ và đưa tin cũng như hình ảnh về tuần châu của giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên có lời chia tới các cấp chính quyền, các vị tôn giáo hạ cũng đã có những động viên cổ vũ để ngày đại châu của giáo xứ chúng tôi thu hái được nhiều kết quả. Trong ngày đại phúc hôm nay, mặc dầu chúng con đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng con xin quý đức Phật cùng toàn thể cộng đoàn thông cảm thứ lỗi cho những thiếu sót của chúng con. Một lần nữa con xin thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thiệu Tông xin tạ ơn Chúa, cảm ơn quý đức Phật cùng cảm ơn toàn thể cộng đoàn. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng con xin được gói tròn trong nắng hoa tươi thắm kính dâng lên quý cha và cộng đoàn. Xin cha quản hạt vui lòng đón nhận, xin cộng đoàn đổ tràng đó tay gọn gàng. Whoa.